Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong clip ngày nay anh em mình quan sát đây, bên mình còn 3 chiếc mic Mỹ Soundtrack Pro 600. Thì bên mình cần xả lốt để nhập một lô mới. Đang có một lô anh em báo có mấy chục cái thì mình xả lốt 3 cái này để nhập lô mới. Tình trạng anh em quan sát đây, 3 cái còn rất đẹp nhá, rất đẹp. Tình trạng xước chiếc này còn rất là ít bị xước. Mình tháo ra cho anh em mình xem. Đó, rất ít bị xước nhá. Đây. Đây là cổ bích của nó này. Cổ Soundtrack này thì anh em biết đến rồi, nó sẽ có một cái vỉ điểm cắt đây này, là bằng nhôm này. Đó, rất là đẹp. Chất lượng. Tiếng bích con này thì anh em mình biết rồi, là rất là hay và nó sở hữu một cái công tắc từ chân đồng. Có 3 cái mình xả lốt với giá là 1,2 triệu một cây, tặng cả dây luôn, dây 6m, dây của Nhật. Tại sao lại với dây Nhật? Vì sản phẩm đi kèm theo này nó chỉ có mic trần này thôi. Bên mình đang có sẵn dây mic Nhật này thì mình tặng kèm luôn. Với giá thành là 1,2 triệu anh em nhé. Chỉ có 3 cái này thôi là nhập lô mới, vì thân thực tế là bên mình đang bán là 1,4 triệu, thì còn 3 cái xả lốt để nhập lô mới về. Đây, cái nào cũng rất đẹp anh em nhé. Đây, quan sát rất đẹp luôn. Rất là đẹp. Đây, giỏ của nó đây. Bông tiêm đều, không có chuyện là bị vận chuyển mà méo rọ mới thì cả. Ngon. Đây, tay có 3 cây thôi anh em nhé, bác nào nhanh tay đặt được giá rẻ, còn trong lô sau về thì nó sẽ lại về chừng tư. Thì anh em nào nhanh tay sở hữu được cái giá này, anh em quan tâm điện thoại cho mình qua số máy 0904612323 và chào anh em.